Thì chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài 24, đó chính là xuất hiện động cảm ứng. Trước tiên, chúng ta vào phần 1 lớn, đó chính là xuất hiện động cảm ứng trong một mạch kín. Vậy thì xuất hiện động được định nghĩa như thế nào? Các em tập trung quan sát này. Cái xuất hiện động xuất hiện trong mạch kín này, đó chính là xuất hiện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. Các em chú ý nha. Đó. Bây giờ để tính độ lớn của xuất hiện động. Để tính độ lớn của xuất hiện động thì chúng ta đi áp dụng theo định luật của Faraday. Các em sang phần 2 nhỏ. Em thấy rằng là để có dòng điện cảm ứng thì từ thông qua khung dây kín phải biến thiên. Ở đây chúng ta có 3 cách để làm thay đổi cái từ thông của khung dây. Vì trong biểu thức của delta phi hay là phi bằng n b nhân sc nhân cos alpha. Các em sẽ có 3 cách làm thay đổi từ thông. Cách thứ nhất, chúng ta thay đổi độ lớn của cảm ứng từ bằng cách là cho số đường sức từ qua khung là thay đổi. Vậy thì khi mà cảm ứng từ thay đổi thì từ thông sẽ thay đổi. Và phi delta phi bằng n delta b nhân với s nhân cos alpha. Được chưa các em? Đấy. Cho b thay đổi bằng cách là chúng ta cho từ thông giảm dần theo thời gian, hoặc là các em kéo khung, hoặc chúng ta nghiêng khung đi, đúng không? Kéo khung cho tinh tiến ra ngoài đó. Cách thứ hai là thay đổi diện tích của khung, giống như một tờ giấy đang phẳng, kem gấp lại, được chưa kem? Gấp lại thì diện tích của khung cũng sẽ thay đổi nhé. Khi mà diện tích thay đổi thì độ biến thiên từ thông được tính bởi công thức delta phi bằng n nhân b nhân delta s nhân cos của góc alpha. Cách thứ ba, chúng ta xoay khung đi. Khi đó, góc tạo bởi giữa vector cảm ứng từ B và vector pháp tuyến sẽ thay đổi. Và lúc này, delta phi bằng n b s nhân với delta của cos alpha. Hay chỉ bằng là n b s nhân với cos alpha 2 trừ cos alpha 1. Đúng nào? Đây. Đây là ba cách. Vậy các em thấy rằng là khi chúng ta kéo khung thì lực mà chúng ta kéo đang sinh công. Đúng không các em? Hoặc là khi nó